quý vị, sáng nay tại trụ sở Trung ương Đảng, Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm, trưởng tiểu ban nhân sự Đại hội 14 của Đảng đã chủ trì phiên họp thứ 2 của tiểu ban. Tham dự phiên họp có các thành viên tiểu ban gồm các đồng chí Ủy viên Bộ Chính trị, Thủ tướng Phạm Minh Chính, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn, Thường trực Ban Bí thư Lương Cường, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Tổ chức Trung ương Lê Minh Hưng, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương Trần Cẩm Tú. Tại phiên họp, các đại biểu đã thảo luận cho ý kiến đối với dự thảo báo cáo tổng kết nhân sự Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa 13 và xây dựng phương hướng công tác nhân sự Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa 14. Dự thảo tờ trình Bộ Chính trị tổng kết công tác nhân sự Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa 13 và phương hướng công tác nhân sự Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa 14. Dự thảo phương hướng công tác nhân sự Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa 14 để trình xin ý kiến Bộ Chính trị trước khi lấy ý kiến góp ý của cấp ủy, tổ chức, cơ quan theo quy định. Phát biểu kết luận, Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm nhấn mạnh cần tiếp tục quán triệt sâu sắc, thống nhất nhận thức về vị trí, ý nghĩa, vai trò, tầm quan trọng của công tác cán bộ và việc chuẩn bị nhân sự Đại hội 14 của Đảng. Kế thừa tư tưởng định hướng lớn và rất cụ thể của cố Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng tại phiên họp thứ nhất, đặc biệt phải lấy kết quả tổng kết nhân sự Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa 13 để làm cơ sở quan trọng xây dựng phương hướng nhân sự Đại hội 14. Công tác nhân sự Đại hội Đảng phải làm khẩn trương, thận trọng, phải bảo đảm sự đoàn kết thống nhất trong Đảng, phải bảo đảm duy trì vai trò lãnh đạo cầm quyền của Đảng. Nhân sự được xem xét lựa chọn phải là cán bộ có năng lực lãnh đạo, trình độ chuyên môn, có uy tín trong dân, trong Đảng. Quá trình chuẩn bị nhân sự phải bảo đảm sự lãnh đạo trực tiếp, toàn diện, thường xuyên, liên tục, chặt chẽ, dân chủ của Ban chấp hành Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư, cấp ủy, tổ chức Đảng. Phải đặt lợi ích của Đảng, của quốc gia, dân tộc, của nhân dân lên trên hết, trước hết. Công tác cán bộ không chỉ là khâu then chốt trong công tác xây dựng Đảng mà còn là mắt xích quan trọng, trọng yếu trong toàn bộ hoạt động của Đảng, nhân tố quyết định sự thành bại của cách mạng. Chủ tịch Hồ Chí Minh thì cũng đã khẳng định cán bộ là cái gốc của mọi công việc, muốn thành công hoặc thất bại đều do cán bộ tốt hoặc kém. Phải khẳng định là và thấm nhuần sâu sắc vị trí ý nghĩa của công việc cực kỳ quan trọng này. Đây là đội ngũ cán bộ cấp chiến lược, là tinh hoa của Đảng, đòi hỏi phải thật sự tiêu biểu về trí tuệ, vững vàng, có đủ bản lĩnh chính trị phẩm chất, có uy tín năng lực lãnh đạo để giải quyết những nhiệm vụ công việc ở tầm chiến lược. Nhấn mạnh nhiệm vụ của tiểu ban nhân sự là đặc biệt quan trọng, khó khăn, nhạy cảm, cùng với tiểu ban văn kiện và các tiểu ban khác quyết định thành công của đại hội, Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm lưu ý các thành viên tiểu ban tiếp tục dành nhiều thời gian để chỉ đạo, cho ý kiến về công việc quan trọng của tiểu ban,